Hiện đang trong đợt cao điểm nắng nóng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Để hạn chế số vụ cháy xảy ra, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy, thì ngành chức năng trong thành phố còn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn về các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn trong nhân dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn liền với nhà ở. Thực tập phương án chữa cháy tại chỗ trong khu dân cư, kết hợp cấp phát tài liệu tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân trang bị bình chữa cháy, cách sử dụng và các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, an toàn khi sử dụng điện, thoát nạn khi có sự cố là việc làm thường xuyên của cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Các hộ dân đây thành lập một cái ban phòng cháy cộng đồng để nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy. Cơ sở chúng em thì cũng được trang bị các hệ thống bình phòng cháy chữa cháy và các chuông báo động. Tập huấn cho từng bạn học viên cũng như nhân viên ở trong cơ sở để thao tác rõ ràng khi mà có sự cố cháy. Bước vào thời điểm nắng nóng trên địa bàn thành phố đã xảy ra một số vụ cháy, tuy không gây thương vong nhưng cũng đã thiệt hại nhiều tài sản. Do đó các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn đang được các ngành chức năng trong thành phố tăng cường. Cán bộ kiểm tra tập trung hướng dẫn các cơ sở, đặc biệt là những cái hàng dễ cháy, là thực hiện đúng quy trình cách cái ốp tơ mát là khoảng 50 cm. Tổ chức các đoàn kiểm tra hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở nhằm khắc phục những cái hạn chế thiếu sót, phối hợp với điện lực rồi các cơ quan chuyên môn của quận thì cũng có thành lập các đoàn kiểm tra, thì là nhằm là phát hiện sớm nhất những cái nguy cơ về mất an toàn điện để có hướng dẫn người dân cũng như là các hộ kinh doanh để thay thế, khắc phục, sửa chữa hệ thống điện khi phát hiện mất an toàn. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho lực lượng công an của phường, thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể bà con nhân dân cũng như là các cái cơ sở trên địa bàn của phường tập trung về cái công tác phòng cháy chữa cháy. Song song đó thì chúng tôi cũng thực hiện các cái mô hình phòng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Cùng với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ quan đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, ngành chức năng còn tập trung nâng chất các mô hình phòng cháy chữa cháy trong dân như tổ liên gia, mô hình 12:1. Qua đó phát huy 4 tại chỗ khi có sự cố sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại. Rà soát lại tất cả các cái chợ trên địa bàn quận của mình, trong đó thì cũng có chợ Ba Xe ở phường Trường Lạc, để mà thực hiện tốt với công tác này và đảm bảo là không có để mà xảy ra cháy nổ. Tập trung các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác này sẽ góp phần kéo giảm số vụ cháy nổ, nhất là trong thời điểm nắng nóng như hiện nay.